Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 8. Mẫu câu chính của bài hôm nay là もう一度お願いします. Xin thầy nói lại một lần nữa ạ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chúng ta cùng xem chị Anna học ở trường như thế nào. Hiện tại chị đang trong lớp tiếng Nhật của giáo sư Suzuki. Bây giờ mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 8. Mẫu câu chính của bài hôm nay là もう一度お願いします. Xin thầy nói lại một lần nữa ạ. 皆さん、 これを覚えてください. 試験によく出ます. え? 先生! もう一度お願いします. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki chỉ lên bảng và nói: "Minasan, kore o oboete kudasai." Các em hãy ghi nhớ cái này. Minasan là mọi người, ở đây là các em, chỉ các sinh viên. Kore là cái này. O là trợ từ đứng sau đối tượng của hành động. Oboete kudasai là xin hãy ghi nhớ. Oboete kudasai bao gồm một động từ là oboemasu nhớ và kudasai là xin hãy. Dùng kudasai khi đề nghị ai đó làm việc gì. Nghĩa này thì khác với nghĩa của kudasai trong bài 7 có đúng không ạ? Ở bài đó thì cụm từ này được dùng khi mà mua đồ tại cửa hiệu. Vâng, đúng như vậy ạ. Ở đây thì tại sao từ oboemasu nhớ lại biến thành oboete khi đứng trước kudasai? Có thể nói là oboemasu kudasai có được không ạ? Không nói như vậy ạ. Trước hết, động từ ở thể mas thì luôn đứng ở cuối câu. Khi động từ ở giữa câu, nghĩa là sau nó còn có các từ khác thì phải chia động từ. Ở đây, động từ oboemasu được chia thành oboete. Động từ khi chia kết thúc bằng te được gọi là động từ thể te. À, như vậy là nếu sau động từ là kudasai, xin hãy, thì động từ ở thể te có đúng không ạ? Vâng, động từ thể te, oboete, kết hợp với kudasai, dùng để đề nghị ai làm việc gì. Như vậy, oboete kudasai, nghĩa là các em hãy ghi nhớ cái này, là một lời đề nghị. Giáo sư Suzuki nói tiếp. 試験によく出ます. Cái này thường có trong bài thi. 試験 là bài thi. に là trợ từ chỉ địa điểm mà hành động hướng đến. よく là phó từ có nghĩa là thường xuyên. 出ます ở đây có nghĩa là xuất hiện. Khi thầy giáo nhắc đến bài thi, các sinh viên liền đáp lại ngay. え? Từ này thể hiện sự ngạc nhiên giống như là ôi. Sau khi nói え thì nín thở một nhịp. Các bạn hãy luyện tập nhé. え? Ngay lập tức, chị Anna nói. 先生, もう一度お願いします. Thưa thầy, xin thầy nói lại một lần nữa ạ. 先生 là từ để gọi các thầy cô giáo ở trường. Ở đây là thưa thầy. Trong tiếng Nhật, từ để chỉ các giáo sư ở trường đại học là 教授. Nhưng sinh viên thì thường dùng 先生 để gọi các thầy cô. もう一度 là một lần nữa và お願いします được dùng để đề nghị một cách lịch sự. Chúng ta nói là もう一度 お願いします khi yêu cầu ai đó làm một cái việc gì thêm một lần nữa có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. もう一度お願いします. Ở đây nghĩa là xin thầy nói lại một lần nữa. Đây là mẫu câu chính của ngày hôm nay. Đây là cách nói rất hữu ích. Có thể nói câu này khi bạn không hiểu một câu tiếng Nhật vì mới nghe lần đầu tiên. Khi nói mô thì nguyên âm ô được phát âm dài ra một nhịp. Các bạn hãy nhắc lại theo mẫu như sau. もう一度お願いします. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 8. Mẫu câu chính của bài hôm nay là もう一度お願いします. Xin thầy nói lại một lần nữa ạ. 皆さん
これを覚えてください。試験によく出ます。先生、もう一度お願いします。Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng trong bài. Bài hôm nay dạy cách nói đề nghị, chúng ta dùng động từ thể tê thêm kudasai, có nghĩa là xin hãy. Cô giáo có thể giảng chi tiết hơn về cách nói này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Khi đề nghị ai đó làm việc gì, dùng động từ thể tê thêm kudasai, có nghĩa là xin hãy. Động từ thể tê là thể chia của động từ kết thúc bằng tê hoặc đê. Ví dụ, khi muốn đề nghị ai đó nhớ cái gì, dùng thể tê của động từ 覚えます. Nhớ là 覚えて, rồi thêm kudasai vào sau. Như vậy, nói là 覚えてください. Sau đây, tôi xin nói về cách biến động từ kết thúc bằng mas, tức động từ thể mas, thành động từ thể te, giống như cách biến đổi 覚えます thành 覚えて. Cách cơ bản là chỉ việc đổi mas thành te. Ví dụ, động từ ăn là 食べます. Thể te của động từ này là 食べて. Hãy ăn đi hoặc xin mời ăn là 食べてください. Nhìn là 見ます. Thể te của động từ này là 見て. Hãy nhìn cái gì là 見てください. Làm là します. Thể te là して. Hãy làm gì đó là してください. Đến là 来ます. Thể te là 来て. Hãy đến là 来てください. Về cơ bản, có thể chia động từ sang thể te bằng cách đổi từ mas sang te. Đơn giản phải không ạ? Những động từ chia theo cách này là từ có nguyên âm e trong âm tiết đứng ngay trước mas. Ví dụ như 覚えます, nhớ. Ngoài ra, còn bao gồm một số động từ có nguyên âm i trong âm tiết đứng ngay trước mas như 見ます, nghĩa là nhìn. Về các cách chia thể te khác, tôi sẽ giải thích trong bài học tới. Khi mới học, các bạn có thể thấy các động từ thể te hơi khó. Chúng ta cùng cố gắng để vượt qua nhé! Các bạn thân mến, vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo, mời các bạn đến với mục Từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà thử đoán xem từ này miêu tả âm thanh gì nhé. Doki doki. Có phải tiếng gõ cửa không ạ? Rất tiếc không phải ạ. Đây là từ mô tả tiếng tim đập nhanh khi ngạc nhiên hay là lo lắng ạ. Cũng có thể dùng từ này để diễn tả tim đập thình thịch khi phấn khích hoặc mong chờ điều gì đó ạ. Tôi thấy là trong truyện tranh manga thì nhân vật chính cũng thường thấy tim đập doki doki vì thấy hồi hộp khi mà nói chuyện với người mà mình thích. Vâng, ngoài ra còn có từ để diễn tả sự kinh ngạc trong chốc lát. Doki. Chúng ta thường nói doki khi đột nhiên sửng sốt với điều gì đó. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ doki doki và doki. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại các sự kiện diễn ra trong ngày và tâm sự. Mình vừa mới biết là bọn mình sẽ có những bài kiểm tra nhỏ ngoài bài thi cuối cùng. Không biết là bao giờ sẽ có bài kiểm tra nhỉ? Mình thấy doki doki. Các bạn vừa theo dõi bài 8 của chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật. Mẫu câu chính của bài hôm nay là もう一度お願いします. Xin thầy nói lại một lần nữa ạ. Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuộc sống ở trường đại học của chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに.